Một quán cà phê bình thường như bao quán cà phê khác nằm tại trung tâm thành phố Đà Nẵng, với đồ uống ngon, không gian thoáng đãng và nhất là sự nhiệt tình niềm nở của các bạn phục vụ đặc biệt ở đây. Đặc biệt là bởi các bạn không thể nghe cũng không thể giao tiếp như người bình thường. Thế nhưng với sự nỗ lực lạc quan cũng như là niềm tin vào cuộc sống thì những bạn trẻ điếc ở đây đã hoàn thành tốt công việc của mình. Và đây cũng sẽ là câu chuyện mà Tôi Yêu Đà Nẵng ngày hôm nay kể cho quý vị. Quán cà phê Andrew nằm trên đường Quang Trung, thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh quản lý Thu Ngân thì một số nhân viên phục vụ ở đây đều là người điếc. Vượt qua những khó khăn lúng túng ban đầu, giờ đây ai cũng đều thạo việc, từ rót trà mời khách, hướng dẫn khách gọi nước đến lau dọn bàn ghế. Dù không thể cất lời chào hay nói chuyện, những người phục vụ này vẫn luôn niềm nở, thân thiện với khách bằng thái độ chân thành qua ngôn ngữ cử chỉ. Quán cà phê Andrew mở cửa từ tháng 10 năm 2021. Đây là dự án mà anh Trần Đình Tâm, người từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, luôn ấp ủ với mong muốn tạo ra việc làm cho người khuyết tật, giúp họ hòa nhập cộng đồng. Bạn có thể chia sẻ về mục đích cũng như là ý nghĩa của quán cà phê Andrew? Mô hình của tụi em là hiện tại mở ra để cho mấy bạn mà bị khiếm khuyết có công việc để làm, để giao lưu với cộng đồng và được ra ngoài với xã hội. Hiện tại quán tụi em sẽ có hai cơ sở. Cơ sở 1 tụi em đã mở được tầm 2 năm rồi. Cơ sở 2 là được vài tháng và nhân viên bên hiện tại là tầm 20 bạn. Lúc trước là tụi em khi mở quán là tụi em có một cách thông báo ở trên những trang mạng xã hội là có một vài bạn biết, sau đó mấy bạn sẽ giới thiệu mọi người tới. Nên là mấy bạn tới đây để xin việc và làm công việc ở đây. Trong quá trình hoạt động thì chúng ta có gặp những cái khó khăn nào khi mà phải giao tiếp với những bạn gặp những cái khiếm khuyết về vấn đề nghe và giao tiếp thông thường? Hiện tại thời gian đầu thì mấy bạn vào chưa quen công việc thì rất là khó. Nên là tụi em sẽ chia ra những người mỗi công việc để giúp đỡ mấy bạn, hướng dẫn mấy bạn phục vụ khách như thế nào. Rồi mình bưng nước hoặc là cười hoặc là trò chuyện với khách như sao đó cho khách dễ hiểu. Những khách mà mới đầu họ tới họ không biết, họ gọi mấy bạn nhưng mà mấy bạn không nghe. Nhưng sau này họ biết rồi họ sẽ thông cảm với bạn, họ giao lưu với bạn nhiều hơn và hiểu các công việc với nhau. Khi những vị khách đó tới họ sẽ biết là họ sẽ cần cái gì và họ sẽ biết cảm xúc là như thế nào để cho mấy bạn hiểu nếu mà phục vụ cho lại vị khách đó. Dạ, hiện tại mấy bạn ở đây là mấy bạn là rất lạc quan. Mấy bạn đi làm vẫn tươi cười bình thường, mấy bạn không có những vấn đề chỉ là khó khăn là hết. Không chỉ là một mái ấm, quán cà phê Andrew đã trở thành nơi các bạn trẻ điếc tự tin khẳng định giá trị bản thân mình. Người chúng ta thì ông trời sẽ không lấy đi của ai tất cả, lấy như người này cái này thì sẽ còn lại cái kia. Nhưng mấy bạn không biết ở đây, mấy bạn không nói, không nghe được, nhưng mà mấy bạn có thể làm việc được. Mấy bạn vẫn tươi cười và mấy bạn có thể nhìn có thái, và có thể xem được những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Vâng thưa quý vị, đúng như nghĩa của từ Andrew, quán cà phê này không chỉ chấp thêm một đôi cánh thiên thần mang đến những điều kỳ diệu cho các bạn trẻ điếc, mà còn cho các bạn cơ hội được làm việc và hòa nhập với cộng đồng, để các bạn có thêm động lực hướng đến ngày mai tươi sáng hơn. Và đây cũng là cách để không ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc sống này.